Đạo là con đường. Đây là cái nghĩa căn bản của chữ đạo. Chữ đạo thì nó có rất nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa đầu tiên ấy, đạo là con đường. Nên chúng ta muốn đi từ nhà chúng ta đến chùa Đại Từ Ân là phải có đường để đi. Đường là cái gì? Đường là cái nơi mà người ta đi trên đó có thể đến được cái đích mà người ta cần tới. Cho nên đạo là gì? Đạo là cái con đường mà chúng ta đi trên đó, phải không? Đi là thực hành đấy, đi là gọi là hành, đi trên đó để tới được cái đích mà chúng ta mong muốn. Cái đạo của chúng ta ấy là đạo Phật, chữ Phật này ấy, Phật là giác ngộ. Như thế chúng ta hiểu rõ rồi, đạo Phật là gì? Đạo Phật là con đường đi đến giác ngộ, phải không? Hay nói chính xác nữa là đạo Phật là con đường đi đến để thành Phật. Đạo là con đường mà Phật là để thành Phật. Tức là chúng ta đi trên cái con đường này á là có thể thành Phật. Còn chữ Phật có nghĩa là giác ngộ, nghĩa là cái con đường mà chúng ta đi đến cái sự gì? Sự giác ngộ. Đạo là con đường. Ở đây ấy, cái con đường này ấy, chúng ta biết rằng là Đức Phật đã đi qua rồi. Cái con đường đó Đức Phật đã đi qua và Ngài đã tới cái đích là thành Phật. Còn chúng ta thì bây giờ mới bắt đầu đặt chân trên cái con đường này, nhưng mà phải nhờ vào cái sự hướng dẫn của Đức Phật, bởi vì Đức Phật là cái người đã đi qua rồi, Ngài biết rõ cái con đường đó đi như thế nào. Cho nên đạo Phật là cái con đường mà Đức Phật đã giác ngộ, phải không? Phải xác định là đạo Phật là cái con đường mà Đức Thế Tôn đã gì? Đã đi qua và đã gì? Đã giác ngộ và Ngài đã thành Phật, và Ngài chỉ dẫn cho chúng sinh ấy đi trên con đường đó để đến cái đích là gì? Giác ngộ, giống như Ngài không khác. Cho nên nó mới có cái câu mà chúng ta thường nói là gì? Chúng sinh là Phật chưa gì? Chưa thành, phải không? Phật là Phật đã thành. Cho nên bây giờ chúng ta học Phật đấy là để phát tâm đi trên cái con đường này. Mà muốn đi trên con đường này chúng ta không biết đường thì cần phải có gì? Phải có người chỉ đường. Và cái người chỉ đường ấy là cái người đã đi qua con đường rồi, ấy rồi người ta mới chỉ được. Chứ mà chưa đi qua là không gì, không có chỉ được, nó chỉ lung tung. Cho nên là mới nói là cái người mà chưa từng đi qua thì sẽ không biết thì con đường ấy thế nào cả. Và người ta bảo đi chỗ này quẹo chỗ kia, sang chỗ kia rẽ chỗ kia cũng không mường tượng được. Nhưng mà khi chúng ta đến rồi ấy, tới đích rồi chúng ta sẽ biết nó đi như thế nào. Cũng giống như hôm nay chúng ta đã tới chùa Đại Từ Ân rồi, chúng ta biết cái con đường nó đang đi rồi và nó như thế nào chúng ta có thể thấy rõ, phải không? Khác với chuyện là ở nhà nghe người ta mô tả là mà ấy cái con đường đi đến cái chỗ này rẽ sang chỗ này, đi chỗ kia rẽ chỗ kia, người ta có chỉ dẫn như thế mà chúng ta không đặt chân đi tới, chúng ta cũng không thể biết được cái con đường như thế nào và cũng không thể biết cái đích mà chúng ta cần tới là cái chùa Đại Từ Ân nó thế nào cả. Người ta có mô tả chi tiết đến thế nào chúng ta cũng không mường tượng ra được, trừ khi là chúng ta đặt chân lên đây, chúng ta tận mắt nhìn thấy, phải không? Thì mọi thứ rõ ràng. Cho cái mà rõ ràng ấy là sự giác ngộ. Ở đây ấy, phân tích cái chữ đạo thì có ba nghĩa. Thứ nhất ấy, đạo là con đường. Như đã nói đây là nghĩa chính. Con đường thì mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường khác nhau để đến một cái đích. Nó có rất nhiều con đường khác nhau để đi tới, phải không? Nhưng mà cái người mà gọi là có trí tuệ đấy, có khôn ngoan đấy, thì phải chọn cho mình một cái con đường nào nó phải là bằng phẳng, nó phải là dễ đi, nó phải là gì? Là an toàn và nó phải là con đường ngắn nhất. Cho nên là trên thế gian này có rất nhiều đạo, đạo nào cũng là con đường cả, nhưng mà cái đích của mỗi đạo ấy là nó khác nhau. Ví dụ như chúng ta nói là đạo Thiên Chúa thì cái đích của người ta là gì? Đến với Thiên Chúa, nó là cái con đường để gì? Sinh thiên, phải không? Đạo Lão là con đường để đi theo cái con đường của Lão Tử, tức là thành gì? Thành tiên. Đạo của Khổng Tử là đi theo con đường đó để trở thành thánh hiền của thế gian. Còn đạo Phật ấy là đi trên con đường đó để thành gì? Thành Phật. Cho nên là cái con đường khác nhau, cái mục đích khác nhau ấy, nó dẫn đến cái gì? Cái lộ trình ấy phải đi nó hoàn toàn khác nhau. Thế thì ở đây có rất nhiều con đường và trên thế gian này có rất nhiều đạo. Trên thế giới này nó có hàng nghìn tôn giáo khác nhau. Việt Nam chúng ta hiện nay là có gì? Cũng có tới trên dưới 20 tôn giáo đấy, được nhà nước công nhận chính thức. Các cái tôn giáo mà không được công nhận thì chưa nói, nhưng mà được công nhận chính thức cũng là trên dưới 20 tôn giáo. Nhưng mà chúng ta không không chọn các cái con đường ấy, mà chúng ta chọn cái con đường này ấy là chúng ta phải hiểu cái lý do mà tại sao chúng ta chọn, phải không? So với các con đường khác. Cái nghĩa thứ hai của đạo, đạo là gì? Đạo là bổn phận. Đạo là bổn phận. Ở đây ấy,
mỗi người chúng ta sống ở trên thế gian này có rất nhiều bổn phận khác nhau, phải không? Và chúng ta khi mà chúng ta làm trọn được cái bổn phận của mình ấy, thì cái đó gọi là sống đúng đạo. Ví dụ lúc nhỏ chúng ta làm con thì chúng ta có cái đạo làm con. Thế cứ lớn lên mà xây dựng gia đình thì người phụ nữ có đạo làm vợ, phải không? Người đàn ông phải có cái đạo làm chồng. Khi mà chúng ta sinh con sinh cái thì chúng ta lại lên cái đạo làm cha, đạo làm mẹ, rồi đến khi mà lớn tuổi như các nhiều vị ngồi đây lên đạo làm ông, đạo làm bà. Rồi đối với đất nước chúng ta có cái đạo làm công dân. Nếu chúng ta làm cán bộ chúng ta có cái đạo làm cán bộ. Và nghề nào thì nó có cái đạo của nghề đó. Y đạo, tức là đạo của người làm thầy thầy thuốc, đạo của người làm thầy thầy giáo, đạo của người làm công nhân, kể là cả là cái đạo của người làm ruộng. Cái đó đều là đạo cả. Đạo là gì? Đạo là bổn phận. Cho nên á, tại sao ngài Ấn Quang có nói một cái câu là gì? Đôn luân tận phận, tức là phải sống hết gì? Luân thường làm hết bổn phận, thì đấy chính là đạo của người con Phật. Chúng ta muốn trở thành thành đệ tử của Phật, nhưng trước tôi nói rồi, trước hết thì chúng ta phải phải đủ tư cách làm người đã, tức là phải tròn cái hiếu đạo đã, tức là phải làm người đàng hoàng, phải làm người chân chính. Và cái đó thì không ngoài hai cái chữ này, đạo là bổn phận. Mà chúng ta ấy, sống ở phạm vi nào thì chúng ta phải làm tròn bổn phận ở phạm vi ấy. Người làm vợ mà không chung thủy với chồng, không lo hết cái bổn phận làm vợ thì người ta gọi là trái đạo làm vợ, phải không? Những người đàn ông mà không lo lắng cho gia đình, không yêu thương vợ con, không làm hết bổn phận thì trái đạo làm chồng. Con mà không hiếu kính với cha mẹ, không biết vâng lời thì trái đạo làm con. Người thầy mà không không làm đúng bổn phận của mình thì trái đạo làm thầy. Mà đệ tử mà không làm tròn cái bổn phận của mình thì cũng trái đạo làm đệ tử. Cho nên đấy, cái chỗ này ấy là Đức Phật nói rõ trong một cái bản kinh, đó là kinh Lễ Lục Phương, hay gọi là kinh Thiện Sinh, hay là kinh Thi Ca La Việt. Và Đức Phật nêu ra 6 cái mối quan hệ, và đó chính là ấy, chỉ cho cái chữ đạo này, tức là sống cho gì? Cho tròn bổn phận. Cho chúng ta là đệ tử của Phật, phải không? Thì chúng ta cũng phải thực hiện cái gì? Bổn phận, trách nhiệm của đệ tử của Phật. Mà Phật thì có hai cái đặc trưng căn bản nhất mà chúng ta vẫn thường nói là gì? Từ bi và trí tuệ. Từ bi và trí tuệ. Từ bi là yêu thương, nhưng mà người đời thì cũng có yêu thương, nhưng mà cái từ bi của đạo Phật ấy, nó cao hơn cái quan niệm yêu thương của người đời. Bởi vì cái yêu thương của người đời ấy, là nó có điều kiện. Chồng mà yêu được vợ là người vợ phải thỏa mãn được các điều kiện của người chồng đặt ra, đúng không? Người vợ mà có thể yêu thương được người chồng thì người chồng cũng phải thỏa mãn được các điều kiện, tức là tối đa mà người vợ yêu cầu. Cha mẹ mà có thể thương được con ấy, là cái đứa con nó phải thỏa mãn điều kiện của cha mẹ. Nó mà không nghe lời mà nó không thỏa mãn được điều kiện cha mẹ là cha mẹ cũng khó mà thương được. Cho nên cái tình thương ở thế gian là tình thương đặt ra trong điều kiện, có điều kiện. Khi mà nó không thỏa mãn điều kiện ấy là người ta không thương nhau được. Vợ chồng sở dĩ nó không sống với nhau được bởi vì là gì? Các điều kiện nó không không thỏa mãn, không đáp ứng được. Nhưng mà cái từ bi của Phật ấy là không có điều kiện, không có điều kiện. Nó không đặt ra bất kể một cái điều kiện nào cả. Cho nên mới nói là coi tất cả chúng sinh là bình đẳng, bình đẳng. Tức là không vì là người này là nó chăm chỉ đến với Phật mà Phật thương nó hơn, Phật ban phúc cho nó. Không phải vì cái đứa kia mà nó không có bao giờ nó đến chùa mà Phật ghét nó và Phật giáng họa cho nó, hoàn toàn không có chuyện này. Phải hiểu rõ như vậy. Cái tình thương ấy là nó xuất phát từ cái đồng thể. Phật và chúng sinh vốn bình đẳng về mặt thể tính. Cho nên ấy, Phật thấy chúng sinh giống như bản thân mình, vì thế mới yêu thương tất cả muôn loài và yêu thương một cách bình đẳng. Cho nên nói là gì? Coi kẻ thù cũng như ruột thịt, coi súc vật tựa thể anh em. Đấy chính là từ bi của Phật.